Nhưng mà kính thưa quý vị, và hôm trong cái ngày lễ tiến sĩ Trần Phong này thì nó có một cái điều rất là đặc biệt là tờ New York Times họ đã đăng, chúng ta cũng biết là số người mà đã chết vì coronavirus tại Hoa Kỳ đã gần tới 100.000 người rồi, tính đến ngày hôm nay kính thưa quý vị là ngày thứ ba đó, thì khoảng hơn 97.000 người đã tử vong và khoảng hơn 1.6 triệu người đã bị nhiễm bệnh. Thì đã có hơn 1 triệu, đây là tờ New York Times, họ dành 6 cột liền trong cái trang đầu tiên tờ New York Times, không có hình ảnh gì kính thưa quý vị, chỉ có tên và tuổi của những người mà đã tử vong, những người nạn nhân của coronavirus trong cái thời gian vừa qua. Thì dĩ nhiên với gần 100.000 người, anh không thể đăng được trong một cái trang báo, thì họ dùng 6 cột trang đầu tiên để đăng 10.000 cái tên mà họ có được. Và những cái tên đó là họ thu thập được từ những cáo phó của gia đình trên toàn quốc Hoa Kỳ. Họ đang để họ tưởng niệm những cái nạn nhân này trong cái kỳ lễ chiến sĩ Trận Vong coronavirus. Đó là cách mà tờ New York Times họ làm, và họ và qua trong số những người mà nằm trong cái tên này đó thưa anh Phủ và thưa quý vị, cũng có những người bác sĩ, có những người y tá mà họ ở đã tuyến đầu giúp đỡ chống đỡ cái đại dịch này, cứu những nạn nhân mà chẳng may họ cũng bị lây và họ cũng đã phải qua đời. Thì trong cái ngày lễ chiến sĩ Trận Vong này, ngoài cái việc mà tưởng niệm những binh sĩ Hoa Kỳ, binh sĩ Việt Nam, thì chúng ta nhân cái ngày này cũng nên tưởng niệm những các vị bác sĩ y tá ở tuyến đầu, cũng như những người nạn nhân vô tội. Nếu họ nạn nhân, họ rất là vô tình trở thành nạn nhân của coronavirus tại Hoa Kỳ. Vâng, đó là một cái mà tôi nghĩ là rất điều đáng quý. Khác với quân đội chút xíu là như thế này. Người quân nhân đó, khi mà họ tập nhập ngũ đó, thì họ có lời thề. Và một trong những cái trách nhiệm của người quân nhân là họ sẵn sàng, họ phải thi hành cái mệnh lệnh của quân đội. Và đôi lúc cái mệnh lệnh đó là họ sẵn sàng, họ đồng ý là họ sẽ bỏ cái mạng sống mình để thi hành nhiệm vụ. Đó là cái chuyện mà đương nhiên của một người một người lính. Trách nhiệm là trên hết, và nhiệm vụ, và đôi lúc cái nhiệm vụ đó có thể mình sẵn sàng, mình biết mình có thể mất mạng sống. Cái đó là quân đội, và họ chấp nhận như vậy rồi khi họ vào quân đội. Nhưng mà những người bác sĩ, y tá đó, họ không hề họ chấp nhận cái chuyện đó. Và coi như là cái chuyện mà họ có khám hay đưa thân mình ra là hoàn toàn là sự hy sinh của họ. Cho nên hai cái sự hy sinh nó khác nhau, ông Tiền Thắng, theo một cái là hoàn toàn tự nguyện. Cho nên cái bài báo này nói về các người y sĩ, các người y tá, mà những người đã hy sinh mà tiếp tục, vì chúng ta thiếu những cái dụng cụ y tế mà những người này tiếp tục hy sinh, thì tôi nghĩ đó là một điều rất là đáng quý. Tại vì thật sự là họ là những người mà dấn thân. Không ai bắt họ phải dấn thân đó. Không ai bắt. Quân đội chúng tôi cái lời thề là phải theo mệnh lệnh. Và mình theo mệnh lệnh của chỉ huy. Và đôi lúc cái lời thề của người quân nhân, họ vì danh dự, vì trách nhiệm, họ phải bỏ mạng sống của họ.